Sản phẩm Solet Diod của chúng tôi có chứa các dược liệu quý như là cao nần nghệ, cao giả cổ lan, cao đan sâm, được kết hợp với công nghệ phun sấy chân không nên rất tốt cho việc điều trị các bệnh mỡ máu cao. Đặc biệt là chúng tôi đang nghiên cứu trên 500 người có rối loạn về lipid, sau khi sử dụng đều cho thấy các chỉ số có xu hướng quay lại về bình thường. Solet Diod giúp giảm các triệu chứng nguy hiểm, không tai biến, không có tác dụng phụ, vô cùng hiệu quả.